Võ Thị Mô, dũng sĩ diệt Mỹ xã Nhuận Đức vào cuộc hội ngộ với người lính Mỹ thoát chết. Cha mẹ tham gia kháng chiến chống Pháp ở ấp Xóm Bưng, Nhuận Đức, Củ Chi. 11 anh chị em của bà đều tham gia kháng chiến chống Mỹ từ tuổi thiếu niên. Ngôi nhà của gia đình bà cũng là ụ chiến đấu của quân giải phóng trong chuỗi địa đạo Củ Chi. Võ Thị Mô, tức Bảy Mô, sinh khoảng năm 1952-1953, năm 13 tuổi. Bà được hai cán bộ của tiểu ban điệp báo Ban An ninh Trung ương Cục, Ban An ninh R, tuyển dụng làm giao liên mật. Sáng sớm ngày 8 tháng 1 năm 1967, Mỹ mở chiến dịch quân sự mang tên Caesar Falls, tiến đánh vùng Bắc Sài Gòn, khu vực Củ Chi, với sự tham gia của 3 vạn quân, kể cả lính Mỹ và chư hầu. Đang tới đậu, thấy trực thăng Mỹ bay đầy trời, bà Bảy Mô hiểu rằng quân Mỹ đã khai cuộc. Vứt gầu tưới, bà nhanh chóng chạy về ụ chiến đấu. Tổng quân số của ụ chiến đấu có hơn 30 tay súng, vũ khí là tiểu liên, cạc bin, CKC, AK và một số hầm trông được ngụy trang kín đáo, bố trí khắp nơi. Quân Mỹ gồm một tiểu đoàn bộ binh trang bị đầy đủ hỏa lực, được pháo bầy yểm trợ tấn công vào Xóm Bưng. Nếu đánh trực diện, thì tiểu đội bộ binh Mỹ nuốt sống hơn 30 tay súng quân ta. Cách đánh du kích là bám vào lợi thế địa hình địa vật và yếu tố bất ngờ. Quân Mỹ vừa lọt vào trận địa ta bày sẵn, chỉ cần bắn phát súng đầu tiên là chúng hoảng loạn, rối đội hình. Lớp thì té hầm trông, lớp thì bắn vung vãi vào lùm bụi không người. Liên tiếp cả tuần vờn nhau với Mỹ, trận địa Nhuận Đức được giữ vững, tiếng tăm Bảy Mô vang khắp chiến khu. Đoàn phim giải phóng về trận địa quay cảnh Bảy Mô chiến đấu và dựng thành phim Nữ Du Kích Củ Chi. Hình ảnh Bảy Mô trở thành biểu tượng cô du kích xinh đẹp ôm súng chiến đấu ngoan cường ở khắp chiến trường miền Nam. Hai họa sĩ Huỳnh Phương Đông và Lê Văn Trương ở R xem tập phim tài liệu đó đã xúc động vẽ lại nhiều bức họa du kích Võ Thị Mô. Những bức họa này được nhà xuất bản Giải Phóng đưa vào tập sách ký họa Miền Nam Việt Nam, đất nước con người. Bản thảo được gửi sang Liên Xô, in ấn hàng triệu bản. Tập sách ký họa Miền Nam Việt Nam, đất nước con người được phát hành khắp thế giới, kể cả Mỹ. Hình ảnh Võ Thị Mô trở thành biểu tượng kháng chiến bất khuất của con người Việt Nam. Riêng bức ký họa của họa sĩ Lê Văn Trương được in vào tem bưu chính. Năm 1965, thành lập đội nữ du kích Củ Chi, Bảy Mô thành chỉ huy trưởng đầu tiên của trung đội này. Ngày 8 tháng 1 năm 1966, quân Mỹ mở cuộc hành quân đại quy mô mang tên Cream, đánh vào Củ Chi. Với 12.000 quân, gồm lữ đoàn 2 và 3 thuộc sư đoàn bộ binh số 1 Anh Cả Đỏ, một tiểu đoàn công binh Úc, 8 tiểu đoàn thủy quân lục chiến và biệt kích Việt Nam Cộng Hòa, 300 máy bay chiến đấu, 24 lượt giải bom B-52, 600 pháo, 600 xe cơ giới. Bảy Mô được giao nhiệm vụ chỉ huy đội nữ du kích giữ trận địa Nhuận Đức. Một buổi sáng sớm, một tiểu đoàn Mỹ đánh thẳng vào trận địa răng sẵn của Bảy Mô. Bị phản kích bất ngờ, lính Mỹ bắn trả rồi bật ngược trở ra, để lại một số tử thi. Thay vì rút lui, Bảy Mô cho quân áp sát đội hình địch. Pháo bắn dọn bãi của Mỹ rơi phía sau lưng đội hình của Bảy Mô. Khi pháo ngừng bắn, mọi người đề nghị thu quân, Bảy Mô ra lệnh bám trận địa. Máy bay trinh sát quần thảo, Bảy Mô tin rằng địch sẽ còn đổ quân. 22 giờ 30 phút chiều, từ điểm phục kích, Bảy Mô thấy 4 người lính Mỹ bò ra từ bụi rậm. Họ trải một tấm vải dù ngay vị trí quả mìn gài của Bảy Mô. 4 người ngồi 4 góc, khui đồ hộp, đặt giữa tấm khăn, rồi lấy thư, hình ảnh vợ con ra xem, ôm nhau khóc ròng, rồi đốt các lá thư và hình ấy. Nôn nóng với danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, chiến sĩ liên lạc của Bảy Mô đòi bắn, Bảy Mô kiên quyết không cho. 4 lính Mỹ khóc chán chê rồi rút đi, để lại đống đồ hộp. Người liên lạc thu đống đồ hộp của 4 người lính Mỹ và báo cáo với chi bộ. Trong cuộc họp chi bộ tối hôm đó, Bảy Mô trần tình nguyên do, hiểu ra ông bí thư chi bộ làm thinh, không khen, không chê, cũng không kỷ luật. Cuộc họp chuyển sang nội dung bố trí đội hình đánh địch vào sáng hôm sau.
Một cán bộ du kích đầu hàng địch đã kể lại chuyện Bảy Mô tha mạng cho bốn anh lính Mỹ. Một trong bốn người lính Mỹ đó đã tiếp cận ông này để hỏi chi tiết câu chuyện. Đó là Trung úy John Pennicott. John Pennicott đã ghi chép vào sổ tay cá nhân mẩu chuyện đó, như ghi nhận một ân nghĩa đối với người nữ du kích phía bên kia chiến tuyến. Câu chuyện John Pennicott và ba anh lính Mỹ được quân du kích tha mạng lan khắp các doanh trại sư đoàn 1 Mỹ đã góp phần tác động tâm lý bãi chiến trong sư đoàn. John Pennicott đã nhờ người gửi vào căn cứ một thùng quà cho Bảy Mô, xem như đó là nghĩa cử tri ân. Năm 1970, Bảy Mô được rút về làm phó huyện đội trưởng Củ Chi, sau đó được tướng Nguyễn Thị Định rút về R cho học quân sự ở đơn vị H-12, tức trường sĩ quan lục quân miền Nam. Học xong, Bảy Mô được giữ lại làm cán bộ huấn luyện sĩ quan chuyên khoa du kích. Kết thúc chiến tranh, Bảy Mô vẫn tiếp tục giảng dạy tại trường sĩ quan lục quân. Năm 1978, Bảy Mô xin ra quân với hàm trung úy. Hộp tiếp đạn khẩu K-54 mà Bảy Mô sử dụng được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. John Pennicott về Mỹ trở thành nhà văn, tích cực tham gia vào làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam. Năm 1985, ông quay lại Việt Nam, đến Củ Chi tìm Bảy Mô. Không ai biết bà Bảy Mô trôi dạt nơi nào. Qua những cựu chiến binh ở vùng đất thép Củ Chi, John Pennicott đã có cái nhìn toàn cục cuộc chiến bảo vệ đất nước của vùng đất này. Và cũng qua những người cựu chiến binh, ông ta cũng biết thêm cuộc đời ân nhân Bảy Mô của mình. Đầu năm 1989, John Pennicott liên kết với nhà báo, đạo diễn truyền hình Tom McCall cho xuất bản quyển sách The Thin End of Củ Chi, nhà xuất bản Berkeley, New York, ca ngợi cuộc chiến đấu chính nghĩa nhân văn của nhân dân Việt Nam qua hình tượng những người du kích Củ Chi, dành một chương ca ngợi nữ du kích Bảy Mô. Quyển sách trở thành bán chạy nhất ở Anh và Mỹ. Ngay sau đó, lần lượt các nhà xuất bản như Hodder, Stourgen, London, Abbey Michael, Paris tái bản hàng triệu bản. Giữa năm 1989, nhà văn John Pennicott và đạo diễn truyền hình Tom McCall trở lại Củ Chi lần nữa với quyết tâm tìm bằng được Bảy Mô. Sau cả tháng dò hỏi, cuối cùng họ cũng tìm được bà tại Bệnh viện Tây Ninh. Nhà văn John Pennicott và đạo diễn truyền hình Tom McCall nhờ Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức một cuộc đón tiếp long trọng Bảy Mô tại khách sạn của công ty du lịch Tây Ninh. Khi đến nơi, thấy tấm thảm đỏ, bà Bảy Mô rụt rè bỏ dép bên ngoài. John Pennicott quỳ sụp xuống, mang dép vào chân bà, rồi nói, bà là ân nhân của tôi, ở đây bà là người quan trọng nhất. Kết thúc cuộc trò chuyện để quay phim tài liệu, John Pennicott chân thành hỏi bà, bây giờ bà mong muốn gì, bà có muốn tôi giúp bà một số tiền để cất nhà không? Bà Bảy Mô kể lại, trong bụng thèm nói, tôi cần tiền, dì suy nghĩ lung lắm, nếu nói cần tiền nó sẽ khinh mình. Sau khi đắn đo suy nghĩ, dì trả lời vậy, tôi cần đất nước hòa bình, không ai xâm lược. Ai xâm lược tôi sẽ hô hào con cháu đánh nữa. Nhà văn John Pennicott và đạo diễn truyền hình Tom McCall xúc động đến rưng rưng nước mắt. Hiện nay bà Bảy Mô trở về sinh sống ở ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi. Đồng đội cũ đã giúp bà có được căn nhà khang trang và mảnh vườn trồng cây ăn trái. Cuộc sống đã tạm ổn định. Bà đang được đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Theo Nông Hồng Sơn,